Từ Toronto, chúng ta phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ để đến Ottawa. Đây là thành phố cũng là thủ đô hành chính của Canada. Tuy không ồn ào nổi tiếng như Toronto, Vancouver, Montreal và Quebec, nhưng Ottawa vẫn có những nét quyến rũ riêng của nó. Ottawa, dân số chỉ hơn 1 triệu. Đây là nơi hấp dẫn du khách với những kiến trúc cổ kính hòa quyện với những nét thanh bình. Thủ đô Canada ra đời năm 1859, trải qua 150 năm đi cùng với những biến động của lịch sử đất nước. Tòa nhà Quốc hội, một biểu tượng của Ottawa, vẫn sừng sững với tháp Peace Tower. Công trình này được xây dựng do ý kiến của nữ hoàng Anh Victoria. Phía sau thư viện Quốc hội là dòng sông Ottawa hiền hòa hiện ra, chia đôi hai bờ sông của bang Ontario và bang Quebec. Ottawa là một bức tranh tuyệt đẹp với những cảnh quan thơ mộng, như những chiếc giỏ hoa được treo lên cột của chiếc đèn đường, là những hàng tulip đỏ được trồng dọc theo hai lối đi. Tất cả tạo nên một không gian đặc biệt chỉ có ở thành phố này. Trước tòa nhà nghị viện có một xe bán hot dog của một phụ nữ đã đến từ miền Bắc Việt Nam, giá cả khá rẻ. Ở đây chúng tôi thưởng thức được một loại bắp cải chua làm theo kiểu của người Đức, rất ngon lành. Trước khi đến Ottawa, chúng ta ghé thăm Thousand Islands. Đây là một quần thể gồm có 1.864 đảo lớn nhỏ, nằm trải dài theo sông St. Lawrence khoảng 80 mile giữa biên giới Hoa Kỳ và Canada. Đảo lớn nhất trên 100 km vuông và đảo nhỏ nhất trên 1 square foot. Có 3 tiêu chuẩn để xác định đó là một đảo. Thứ nhất, phần đất quanh năm phải ở trên mặt nước. Thứ hai, có diện tích lớn hơn 1 square foot. Và thứ ba, trên đó phải có một cái cây đang sống. Quần thể Thousand Island được hình thành khoảng 12.000 năm trước đây, được Jacques Cartier tìm thấy vào năm 1535. Hàng trăm năm qua, giới quý tộc đã xây dựng nhiều công trình dinh thự ở đây, như là lâu đài Bo, như lâu đài Singer. Lâu đài Bo được xây dựng trong một câu chuyện đầy kịch tính. Chủ nhân lâu đài là một người đi rửa chén bình thường. Ông ta đã trở nên giàu có nhờ sức lao động cực lực của mình. Vào khoảng năm 1900, ông ta đã mua lại một đảo, xây lên một lâu đài to lớn để dành tặng cho người vợ sắp cưới. Nhưng mà ta đã chết đi trước khi lâu đài dự định được hoàn thành. Công trình bỏ dở và hoang vắng suốt 70 năm. Đến Montreal, bạn sẽ có cảm tưởng đang ở trong một thành phố trên đất Pháp, vì tất cả các cửa hiệu hàng quán đều bằng tiếng Pháp, rất nhiều người nói tiếng Pháp ở đây. Thành phố xinh đẹp này có những con đường lát đá vuông, quanh co nhỏ hẹp, có những ngôi giáo đường tường vàng ngói đỏ phủ rêu xanh, có những góc phố nhà cửa liền nhau, có những quán cà phê vỉa hè với những dàn hoa giấy rực rỡ. Có phố cổ Montreal, có Chinatown tuy nhỏ bé nhưng ấm áp. Ở đây, chúng tôi tìm thấy tiệm bánh mì Cao Thắng. Bà xã và chị chủ tiệm ở đây cũng đã không quên tranh thủ chia sẻ những kinh nghiệm quản lý của Daily Store. Chia tay với Montreal trong sự luyến tiếc vì chưa được đi thăm nhà thờ Thánh Joseph nổi tiếng linh thiêng ở đây.